khán giả đang xem chương trình đến với cuộc thi cuốn sách tôi yêu năm 2021 hôm nay. Em xin giới thiệu sơ lược về nhóm thi của trường trung học cơ sở Xuân Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Một, thầy Nguyễn Văn Bình phụ trách quay phim. Hai, cô Cà Thị Ủa, ba, cô Nguyễn Thị Hồng và em Lương Thị Kim Chi, học sinh lớp 8A3. Sau đây em xin trình bày phần thi của nhóm em, giới thiệu về cuốn sách Hạt giống tâm hồn của nhiều tác giả do công ty Vina tổng hợp và thực hiện, được xuất bản năm 2019 do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 3.000 cuốn, khổ 13 x 20.5 cm, sách dày 167 trang. Cảm nhận của em về cuốn sách Hạt giống tâm hồn, cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho ta, giúp ta cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn Hạt giống tâm hồn, cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng về giá trị của bản thân và làm nguồn động lực khi tôi vấp ngã, thất bại trong cuộc sống. Có ai mà chưa từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống hoàn toàn tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn lối đi nào, và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa, cảm thấy hụt hẫng, không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩ chấm dứt buông xuôi đi. Nỗi buồn những lúc như vậy hẳn ai cũng cần một động lực để đứng lên, và tôi cũng vậy. Tôi đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa cho mình những bài học kinh nghiệm, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách Hạt giống tâm hồn. Cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người. Hạt giống tâm hồn, một cuốn sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức, được công ty Vina Trí Việt góp mặt. Bộ sách đào nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy cho con người vươn lên trong mọi nghịch cảm cảnh, chiến thắng chính mình và sống xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn Hạt giống tâm hồn có một câu nói của Oprah Winfrey rằng: cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được, thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua. Chúng ta nhanh như một đoạn phim ngắn, cuốn sách đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng tôi, sự kiên cường ý chí vươn lên chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách đã cảm nhận tôi từ họ. Hạt giống tâm hồn là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng những người đang phải đối đầu với những nỗi buồn, những thử thách mà cuộc sống đem lại. Người bạn tâm sự sát cánh bên ta mỗi khi nỗi buồn ập đến cũng đã cuốn sách để đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim người lọc. Tôi dường như đã hiểu thêm về cuộc sống này. Có những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng vì họ tin và họ đang cảm nhận về cuộc sống, tôi đã biết thêm cho mình những bài học quý báu. Trước đó tôi đã đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi: làm sao để dẫn đến thành công và làm thế nào để lựa chọn con đường tương lai tốt. Hầu hết những lý do không có câu trả lời và không có cách giải quyết, nhưng đến giờ tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Hạt giống tâm hồn. Chỉ bằng hai chữ nỗ lực, Hạt giống tâm hồn như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta khi gặp phải thử thách. Những khó khăn tưởng chừng như chưa vượt qua, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin, bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta mang một sức mạnh ý chí gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thì ta sẽ nhận ra đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn còn một niềm vui và hạnh phúc. Trái lại, nếu dễ dàng vứt kiếm buông xuôi, thì ta chỉ nhận được thất bại song song với những nỗi buồn ảm mái không buông. Có những lúc tôi thất bại và muốn lùi lại, nhưng rồi tôi đã cố gắng bước lên, vì hạt giống tâm hồn mang lại cho tôi sức mạnh vi diệu này. Hạt giống tâm hồn, cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người, lại
phần nào thành công cho ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn hạt giống tâm hồn đã giúp tôi nhận thức đúng về giá trị của bản thân và là nguồn động lực khi tôi vấp ngã thất bại trong cuộc sống.